Bây giờ Tân Thái xin chia sẻ với các bạn hai cái bản tin rất là ngắn, rồi chúng ta hãy đi vào cái chủ đề chính là nói về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Cái bản tin đầu tiên mà Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn là lời khai của ông Đinh La Thăng dẫn đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị. Nói chung ra là nó đã thối nát hết trơn rồi các bạn à. Đây là một cái bản tin cần phải đưa lên công luận. Tân Thái xin chia sẻ với các bạn, ông Đinh La Thăng là cựu quan chức cấp cao đang phải ra tòa khai rằng những quyết định của ông khi còn đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là do đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thăng trả lời như vậy trong phiên tòa xử vào ngày hôm qua 9 tháng 1, khi tòa hỏi ông tại sao chỉ định thầu một dự án quan trọng cho một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Hãng tin Reuters loan tin từ Hà Nội và cho biết vào thời điểm ông Thăng đứng đầu PVN, ông không phải là Ủy viên Bộ Chính trị và lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng của Chính phủ. Giới phân tích chính trị đưa ra nhận định ông Nguyễn Tấn Dũng là một đối thủ chính trị của đương kim Tổng thống Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng ra khỏi Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm 2016 và ngay sau đó ông không còn làm Thủ tướng nữa. Reuters cho hay đã tìm cách liên lạc với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bình luận về việc này nhưng không được. Vụ xử Đinh La Thăng từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018 và dự định kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Ông Thăng đã bị cáo buộc là cố ý làm trái những nguyên tắc quản lý của nhà nước vào thời kỳ ông làm đứng đầu Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Đây được xem là một đại án vì không chỉ có cáo buộc về số tiền bị thất thoát quá lớn mà còn là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản bị xem đem ra xét xử công khai. Đó là cái bản tin đầu tiên Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn. Và cái bản tin tiếp theo Tân Thái xin chia sẻ đến cho các bạn đợi cho Tân Thái một chút xíu. Cái bản tin này nó cũng rất là quan trọng các bạn. Tình hình Biển Đông, tình hình Biển Đông Tân Thái chia sẻ cho các bạn. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khiêu khích ở Biển Đông. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa mang tính khiêu khích tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông và Washington sẽ tiếp tục đưa tàu chiến đến tuần tra trong khu vực nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải. Cố vấn cao cấp của Hoa Kỳ về chính sách châu Á, ông Brian Hook, cho biết như vừa nêu vào ngày 9 tháng Giêng và nói thêm rằng nếu Biển Đông luôn được Hoa Kỳ nêu ra trong tất cả các cuộc đối thoại song phương Mỹ-Trung, tuyên bố của cố vấn Brian Hook được đưa ra vào khi giới phân tích chỉ trích là chính quyền của Tổng thống Donald Trump bị vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn chi phối, không chú ý đến vấn đề Biển Đông. Mạng bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Brian Hook rằng Trung Quốc đang hiếp đáp những nước nhỏ hơn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Bắc Kinh, điều đó tác động đến hoạt động hàng hải ở vùng biển quốc tế. Ông Brian Hook, cố vấn về chính sách châu Á cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rõ Mỹ sẽ cho thực hiện trở lại chiến dịch tự do hàng hải và cho Trung Quốc biết là lực lượng không quân, hải quân của nước Mỹ sẽ hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép. Vào cuối tháng 12 vừa qua, truyền thông chính thức của Trung Quốc ngợi khen tiến bộ trong công tác xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, nói rõ hoạt động bồi đắp được 290.000 mét vuông. Tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington DC vào tháng 12 năm ngoái cũng cho biết Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở có thể là dàn radar tần số cao trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra còn có các hệ thống đường hầm đã hoàn thiện nhằm có thể chứa đạn dược trên cái đảo đá Subi. Trung Quốc có kế hoạch trong vòng 3 năm tới cho phóng 10 vệ tinh từ đảo Hải Nam để có thể theo dõi Biển Đông suốt ngày đêm. Giới quan sát cho rằng đây là biện pháp nhằm củng cố kiểm soát của Bắc Kinh đối với khu vực Biển Đông. Trung Quốc luôn cho rằng nước này là có chủ quyền gần trọn Biển Đông khi lặp đi lặp lại là Hoa Kỳ không nên can dự vào tranh chấp tại đó giữa Bắc Kinh và một số nước trong khu vực. Thậm chí Trung Quốc còn cáo buộc các chuyến tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Cố vấn Brian Hook phát biểu rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không thể gây phương hại đến những giá trị và trật tự dựa trên căn bản luật pháp.
bởi vì đó là nền tảng cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Ông nói tiếp, một khi hành xử của Trung Quốc vượt khỏi những giá trị và luật lệ đó, Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ và thượng tôn pháp luật. Đây là một cái thượng phương bảo kiếm mà để giúp cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nếu như mà không có cái chính quyền Hoa Kỳ can thiệp vào cái vấn đề Biển Đông, thì các bạn nghĩ rằng cái nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay vẫn luôn luôn ra đã nói rằng là bảo vệ biển đảo, có bảo vệ được, có bảo vệ được chăng các bạn? Bây giờ trong thời gian vừa qua rất là nhiều cái ý kiến, nhiều cái luồng dư luận từ trong nước đưa ra, mà nhất là các bạn trẻ, cái thế hệ mà sinh sau năm 1975, từ cái thế hệ mà 8X, 9X đến 10X, vì cái vấn đề mà giáo dục cũng như vậy, vì cái vấn đề truyền thông nó chỉ có một chiều, tân thái có liên lạc với lại có trao đổi với lại một số bạn trẻ mà từ trong Việt Nam vừa đi ra, thì họ chia sẻ với Tân Thái, thành ra Tân Thái phải bỏ công ra, Tân Thái nghiên cứu sau 2 ngày, bây giờ Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn trẻ, các bạn trẻ mà nhất là các bạn trẻ, đây là những cái thông tin mà được gọi rằng là tương đối chính xác. Nếu như các bạn không tin vào những cái thông tin mà Tân Thái chia sẻ đây, thì các bạn hãy tự đi tìm hiểu, rồi các bạn sẽ biết sự thật về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Sự thật về Hồ Chí Minh, Tân Thái sau 2-3 ngày để mà đi tìm hiểu và biết được ông Hồ Chí Minh là ai. Ông Hồ Chí Minh là một nhà chính khách, một nhân vật lịch sử mà hiện nay kể cả trong và ngoài nước đã đánh giá trái ngược lại với nhau. Người trong nước mà nhất là các bạn trẻ đã ca ngợi Hồ Chí Minh như thần thánh tuyệt đối, không bao giờ có sai lầm. Ngược lại, một số người khác trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì xem Hồ Chí Minh tựa như là một tội đồ của dân tộc Việt Nam. Sau đây là nhận định về tư cách và đạo đức Hồ Chí Minh qua cái sự tìm hiểu của Tân Thái. Hồ Chí Minh chỉ là một con người bình thường, chả có gì gọi là thần thánh cả. Hồ Chí Minh cũng có những ưu và khuyết điểm về tư tưởng, thì ông Hồ Chí Minh không phải là một người yêu nước. Vì trong thời kỳ trai trẻ, ông Hồ chẳng bao giờ có ý nghĩ đi tìm đường cứu nước gì cả. Chẳng qua vì một bi kịch gia đình, tức là cụ ông Chi Hiển Bình Khê đánh chết một người công dân cho nên bị đuổi ra khỏi ngành quan lại, thành ra mới đi bơ vơ ở phía Nam. Thế thì ông mất chỗ dựa, nói về cái nhân vật Hồ Chí Minh đó các bạn. Cho nên năm 1911, Hồ Chí Minh đi ra để tìm kế mưu sinh. Thứ hai nữa là tìm cách giúp đỡ cho gia đình ông bố khỏi qua cơn hoạn nạn, chứ thật ra không có đi tìm đường cứu nước gì hết. Nhưng mà sau khi sang đến Pháp, Hồ Chí Minh tiếp xúc được nhóm của ông Phan Văn Trường, ông Nguyễn Thế Truyền, cụ Phan Châu Trinh. Đây mới chính là những người yêu nước. Hồ Chí Minh có chăng cũng bị ảnh hưởng bởi các cụ. Kể từ lúc Hồ Chí Minh đứng ra làm tờ báo Người Cùng Khổ để chống lại thực dân Pháp về lập trường, thì đây là mặt tích cực của Hồ Chí Minh. Nhưng mà cho đến khi Hồ Chí Minh sang đến Mạc Tư Khoa vào năm 1924, và sau đó Hồ Chí Minh mới trở thành cái nhân vật của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, thì đây mới là vấn đề để nói. Thay vì theo chủ nghĩa quốc gia thì lại trở thành tay sai cho quốc tế cộng sản, và ngày càng về sau lại trở thành cái nhân vật thực hiện sứ mạng của quốc tế cộng sản nhắm vào các nước Đông Dương và bành trướng xuống các nước Đông Nam Á. Đây là con đường sai lầm đưa đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta sau này. Thực tế đã quá rõ ràng, hơn 42 năm của miền Nam và hơn 80 năm của miền Bắc, Việt Nam chúng ta không những là tụt hậu mà lại là lạc hậu so với thế giới về mức sống, nhân quyền, dân quyền, thì trách nhiệm ở đây thuộc về Hồ Chí Minh. Thay vì năm 1924 đến Mạc Tư Khoa, Hồ Chí Minh nhìn vào cái đất nước Hoa Kỳ, các bạn nghĩ gì với vận mệnh của quốc gia và dân tộc ngày nay sẽ ra sao? Không cao chạy bay xa, vươn cao đến đỉnh cao của nhân loại các quốc gia châu Á thì mới là chuyện lạ, bởi vì dòng giống lạc hồng vốn có của dân tộc Việt Nam. Nói tóm lại, Hồ Chí Minh đã mắc phải sai lầm, đã đem về Việt Nam một cái học thuyết chủ nghĩa cộng sản vô thần. Bây giờ cái học thuyết chủ nghĩa cộng sản thực tế đã quá rõ ràng. Về mặt lý luận, làm cho một cái xã hội tốt đẹp hơn, không có người bóc lột người, nhưng chưa từng và không từng có một quốc gia nào thực hiện được sứ mệnh đó. Tất nhiên chỉ là
ảo tưởng mà thôi. Về mặt cốt lõi của cái nôi sản sinh ra chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô cũng đã sụp đổ rồi, và một số nước cộng sản Đông Âu sụp đổ luôn và đã tan rã. Communist tức là cộng sản được create bởi Karl Marx, trên lý thuyết là hay bởi vì ông ta là một nhà triết gia, thực tế chưa từng có một quốc gia nào thực hiện được. Lenin ứng dụng chủ nghĩa cộng sản vì mong tiến lên chủ nghĩa xã hội mà đi ngang về tắt với lại cái chủ nghĩa tư bản, tức là capitalism, là cái chủ nghĩa mà ngày hôm nay các đất nước Tây phương tự do đang theo đuổi đó các bạn. Hồ Chí Minh không là ngoại lệ, vì mong muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua đi thời kỳ chủ nghĩa tư bản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng có đến được đâu? Thành ra ngày nay sau thời kỳ đổi mới của Nguyễn Văn Linh, những người trong Đảng Cộng sản đã trở lại với thế giới tư bản đó, như cầu cạnh xin cho được công nhận là một cái nền kinh tế thị trường. Cộng sản Việt Nam đã và đang từ bỏ tiêu diệt tư nhân, tư hữu để cho các ông đảng viên có chức có quyền trở thành những nhà tư bản đỏ, có đất, có nhà cửa, có tư hữu rất là ghê gớm bằng con đường tham nhũng, để cho người dân ngày nay không có độc lập, không có tự do của người công dân, có một xã hội công dân chưa có tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do tôn giáo, vân vân và vân vân. Thì ra đây là mặt tiêu cực mà ông Hồ phải chịu trách nhiệm với dân tộc Việt Nam. Vì sao các thế hệ trẻ về sau năm 1975 cũng như những người cộng sản hiện nay lại sùng bái và tôn thờ ông Hồ Chí Minh, gần như phải thờ ông Hồ Chí Minh như là lãnh tụ vĩ đại? Theo lý thuyết cộng sản trước đây, họ sùng bái ông Marx, ông Lenin, ông Stalin, và bây giờ họ lầm tưởng rồi và họ hoang đường tôn thờ và sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, cứ ngỡ rằng ông Hồ Chí Minh trước đây là tuyệt đối, là thần thánh, là thánh thiện, không bao giờ mắc sai lầm nào cả. Cốt là cái việc ông ấy chỉ để duy trì hợp pháp cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi cả thế giới ngày nay với truyền thông rộng rãi, họ đều biết rất là rõ cái chủ nghĩa cộng sản và học thuyết Marx Lenin nó đã tệ hại ra làm sao, đến mức mà các nước châu Âu đã ra nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản thực hiện thực, để mà cấm cộng sản Việt, cấm chủ nghĩa cộng sản không được truyền bá. Và ở Ba Lan chẳng hạn, riêng ở Mỹ họ không cho đảng viên Đảng Cộng sản nhập quốc tịch Hoa Kỳ, cũng như trước đây dưới thời tổng thống George W. Bush cho khánh thành tượng đài kỷ niệm nạn nhân của cộng sản trên khắp thế giới, hơn 30 triệu người của Liên Xô, hơn 40 triệu người của Trung Quốc. Việt Nam cũng có rất nhiều người là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Dường như đúng vào thời điểm ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết sang thăm Washington, là lúc đó là lúc mà ông cựu tổng thống George W. Bush cho khánh thành cái tượng đài kỷ niệm nạn nhân của cộng sản các bạn. Ngày nay cả thế giới văn minh đã biết rất rõ chủ nghĩa cộng sản nó đã được thực hiện và nó gây ra tai họa như thế nào. Ví dụ nó còn tệ hại hơn cả cái chủ nghĩa phát xít. Xin lỗi các bạn. Trở lại hình ảnh của ông Hồ Chí Minh hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ cho là huyền thoại và chiều ngược lại thì hoàn toàn khác nhau, khiến cho một số ít người không ít bối rối. Tuổi trẻ ngày nay cần nhất là sự tư duy độc lập, bởi nhờ vào thực tế thời đại công nghệ thông tin cũng như khoa học kỹ nghệ tiên tiến, mình cần phải sàng lọc với suy nghĩ của mình đúng hay sai rồi hãy đưa đến kết luận cuối cùng. Còn về ca ngợi đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cần phải biết rõ ông Hồ Chí Minh trong hoạt động cách mạng là một sai lầm rất lớn, tức là giả dối nhiều lắm. Điển hình như ông Hồ Chí Minh tự viết ra cái quyển ký tên là Trần Dân Tiên để nói về tiểu sử của chính mình, mà nào là bác Hồ rất là khiêm tốn, nào là bác Hồ không có vợ con, suốt đời chỉ nghĩ đến quốc gia và dân tộc. Thế nhưng thật ra thì Hồ Chí Minh không những một mà là nhiều vợ con, lịch sử đã chứng minh đầy đủ. Ví dụ Hồ Chí Minh đã cưới vợ bà Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu, Trung Quốc, có cả ngày giờ và giấy hôn thú, có cả ảnh và thư từ. Và những chuyện sau này về Hà Nội rồi thì người ta cũng biết, lộ ra là Trần Quốc Hoàng đã bố trí cho Hồ Chí Minh với một cô nông thị Xuân,
hàng tuần vào gặp Hồ Chí Minh và đã có con là ông Nguyễn Tất Trung. Con trai năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Tất cả những chuyện đó các bạn trẻ cần phải biết từ chuyện riêng để đánh giá về tư cách và đạo đức của ông Hồ Chí Minh là như thế nào. Những tư liệu trên mặc dầu Hà Nội cấm lưu hành nhưng mà với thời đại hiện nay trong giới chuyên trong thế giới nghiên cứu họ đã biết hết cả rồi, nhất là các tài liệu được công bố ở Trung Quốc của các nhà học giả ở Hoa Nam đã nói về mối tình và đám cưới của ông Hồ Chí Minh và bà Tăng Tuyết Minh. Bà Tăng Tuyết Minh sống đến 94 tuổi trước khi chết mấy chục năm, bà ta mong tìm liên lạc Hồ Chí Minh để gặp lại. Thế nhưng Hồ Chí Minh không được phép và Hồ Chí Minh cũng không muốn quan hệ để trở lại với bà ta bởi vì khi đó đã trở thành lãnh tụ rồi. Hồ Chí Minh e ngại cái quan hệ với Trung Quốc mà nhất là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ luôn ngăn cản cái chuyện đó. Nói chung giới sử học họ biết tất cả rồi, không hiểu sao họ vẫn che giấu. Lúc này là lúc mình cần phải minh bạch rõ ràng để cho mọi người biết rõ về đạo đức của Hồ Chí Minh. Trở lại vấn đề bút danh Trần Văn Tiên, nói về đạo đức Hồ Chí Minh, vào năm 1990 khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, chính Viện Sử học Việt Nam, chính trên trang báo Nhân dân là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rõ là cuộc đời của ông Hồ Chí Minh là ông đã dùng đến 30 cái bí danh khác nhau, là một trong những bí danh đó. Trong 30 cái bí danh đó là có một cái bí danh của ông Trần Văn Tiên và khẳng định rõ là những cái mâu thuẫn về đời tư của Hồ Chí Minh là chính Hồ Chí Minh viết ra, rõ ràng không có ai bịa ra đâu. Đó, những cái tìm hiểu, những cái mà nghiên cứu mà các bạn trẻ chịu khó lên trên mạng thì tìm hiểu thì các bạn sẽ biết rõ ràng là cái nhân vật Hồ Chí Minh này, ông ta là ai, chứ không có phải mà giống như là một cái nhân vật lãnh tụ, không phải giống như là một cái nhân vật cha già của dân tộc. Lê Văn Hiệp, tôi mời Lê Văn Hiệp lên diễn đàn. Tôi rất thích những cái người mà nói tôi điên với tôi khùng. Lê Văn Hiệp lên diễn đàn, anh nghiêng anh xoay ngang lại. Nếu như tôi điên thì anh phải chứng minh cho tôi thấy những gì tôi nói là sai. Lên nghe. Anh lấy cái avatar của ông Hồ Chí Minh đó thì tôi thấy rất là đẹp đó. Tôi mời anh lên diễn đàn tại vì tôi còn tới 25 phút là 20 phút nữa tôi mới đi làm. Nếu như mà anh mạnh dạn mà anh dũng cảm thì anh lên diễn đàn anh phản biện. Đang gửi lời mời anh Lê Văn Hiệp đó. Cái này ngẫu nhiên nha các bạn. Tân Thái rất thích mà phản biện với lại những cái con người mà họ nói mình là xuyên tạc hay là như thế này hay như thế kia đó các bạn. Mình chia sẻ với mục đích của mình là mình cho những cái thế hệ trẻ biết được cái sự thật. Chứ các em cũng như các cháu đã bị bưng bít, đã bị che đậy quá lâu rồi. Nói về cái vấn đề truyền thông, nói về cái vấn đề lịch sử ở trong cái đất nước Việt Nam sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là tất cả những cái thế hệ sau này không có bao giờ được biết cái gì hết. Nhưng mà rất tiếc thay những cái thế hệ không lên. Ok, cho qua. Rất tiếc thay những cái thế hệ mà cha anh cũng như những cái thế hệ cô chú của chúng ta không có lên tiếng, không chịu lên tiếng cho con cháu của chúng ta biết được cái sự thật về cái đất nước, về cái tình hình, về cái chủ nghĩa cộng sản này nó như thế nào, để cho các thế hệ trẻ, để cho những cái thế hệ mà về sau này họ không chịu tìm hiểu nữa các bạn. Thành thử ra nó mới dẫn đến cái đất nước của chúng ta, nó mới ra cái nông nổi ngày hôm nay. Cái đất nước của chúng ta nó đâu có phải là một cái đất nước mà nó suy nhược, mà nó tệ hại giống như là cái người dân ngày hôm nay của chúng ta không còn có sức đề kháng nữa các bạn à. Nó tàn phá. Bao nhiêu cái livestream của các anh chị em ở trong nước đưa lên là mình thấy là mình đau xót lắm. Mình không lên tiếng là mình không chịu đựng được với cái lương tâm của mình. Đó là cái trăn trở cũng như cái thao thức của những cái người mà ở ngoài hải ngoại này. Chúng tôi đã được an toàn, tại sao các bạn lại không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ. Chúng ta nói lên là với một cái tính cách là xây dựng, chứ chúng ta không phải là chúng ta nói lên với lại mang một cái tính cách là hận thù. Nếu như mà các anh chị em nào mà có thể lên chia sẻ với Tân Thái thì Tân Thái mời lên, tại vì Tân Thái còn 20 phút nữa để mà mình minh bạch ra để cho các cái thế hệ về sau này biết được cái sự thật các bạn. Các bạn ngày hôm nay không còn gì mà để các bạn phải sợ. Cái nỗi sợ đó mình hãy đẩy về bên phía chính quyền, bởi vì sự thật lúc nào nó cũng vẫn là sự thật các bạn. Tân Thái đang chờ đợi. Nếu như một anh chị em nào mà lên cùng với Tân Thái chia sẻ thì Tân Thái rất là welcome. Bằng không, bằng ngược lại thì Tân Thái tiếp tục, Tân Thái chia sẻ đến cho những thế hệ trẻ. Nhưng mà Tân Thái rất là trăn trở, rất là thường xuyên kêu gọi những cái thế hệ mà anh, những cái thế hệ chú của Tân Thái, hãy lên tiếng đi,
hãy nói về cái sự thật đi, để cho cái đất nước nó cần thay đổi. Các bạn có biết rằng không, nó rất là đau thương lắm các bạn, khi mà những cái người dân ấy các bạn, những cái người dân mà ở những cái vùng mà tỉnh thành, những cái tỉnh, những cái vùng mà thị xã lẻ đó các bạn, họ sợ mà đến cái mức độ mà họ không dám lên một cái tiếng nói nào hết các bạn. Thì Tân Thái mới đặt cái câu hỏi tại sao, thì họ mới nói rằng nếu như mà bây giờ mình lên tiếng ấy, thì mình bị trù dập, mình sẽ bị làm khó dễ trong cái vấn đề mà công an việc làm, trong cái vấn đề mà cái đời sống. Mà chúng ta đang rất là hạnh phúc, đúng rồi, bạn hạnh phúc thì Duy Bình mời, tôi mời bạn lên thì bạn hạnh phúc thì bạn lên bạn chia sẻ cho cộng đồng mạng biết bạn hạnh phúc chứ. Tôi cảm ơn bạn là bạn rất là hạnh phúc. Thì bây giờ tôi mời bạn lên thì bạn chia sẻ cái hạnh phúc của bạn đi, để cho cái cộng đồng mạng họ biết được, cũng cái người dân mà trong cũng như ngoài nước. Thì cái này là cái chia sẻ thôi, không có gì hết trơn. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mạnh dạn lên. Thì bạn nói rằng là bạn đang hạnh phúc thì bạn chia sẻ đi, để cho tôi ghi nhận cái sự hạnh phúc của bạn, đúng không? Chứ còn mà bạn nói bạn hạnh phúc nhưng mà bạn không chia sẻ, tức là bạn xạo với cái lòng của bạn. Bạn cứ lên diễn đàn, ở đây là một cái diễn đàn dân chủ, thế giới bạn không lên tức là bạn không có hạnh phúc. Bạn từ chối cái lời mời của tôi tức là bạn không có hạnh phúc. Nhưng mà tại vì ở đây á, là bạn sử dụng cái ngôn ngữ địch mẹ đó thì Tân Thái không có chấp nhận được. Thì để cuối cùng kết quả mời bạn lên mà không lên thì Tân Thái phải đuổi bạn ra khỏi nhà của Tân Thái. Đó là rồi bạn không còn cơ hội để mà bạn vào trong cái diễn đàn của Tân Thái nữa, cho đến khi nào mà bạn đổi cái nick khác thì bạn mới có cơ hội bạn vào lại cái diễn đàn của Tân Thái. Tại vì bạn không có bản lĩnh. Bạn nói bạn hạnh phúc thì bạn phải chia sẻ bạn hạnh phúc ở chỗ nào, bạn hạnh phúc tại sao, bạn hạnh phúc ở đâu. Bệnh viện điện thoại này có lên không, lên diễn đàn không, cũng là cái ngôn ngữ này, nếu như mẹ Việt Nam mà nói như mẹ chủ ạ, thì đâu có sao đâu. Phương Nam lên đi, nó bây giờ đang mời Phương Nam đó, thì Tân Thái sẽ cho bạn biết, thì Tân Thái có về hay là không về, đúng không? Mình lên diễn đàn đi, không phải ở đây không phải là sợ hay là không sợ, biết không? Người Việt Nam không có biết sợ là cái gì hết, nói cho bạn biết, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi đâu bây giờ tôi biết sợ, nếu như tôi sợ thì đúng rồi, cảm ơn bạn đã lên diễn đàn, đó mình phải như vậy chứ. Bây giờ tôi mời bạn chia sẻ. Bạn gửi lời chào đến với lại cộng đồng mạng, cũng như bạn cho Tân Thái biết bạn rất là trẻ. Tân Thái rất là thích những cái người bạn trẻ này. Bây giờ bạn có thể cho Tân Thái biết cũng như cộng đồng mạng biết là bạn ở đâu và bạn tên gì. Mời bạn. Nickname của bạn là Phương Đàm. Bạn chia sẻ đi. Vâng. Mình đang ở Quảng Bình nhá. Ở đâu? Bạn ở đâu? Mình ở Quảng Bình ạ. À, ở Quảng Bình, ok. Quảng Bình là coi như là quê hương đất của chú Dương, chú Nhân Nguyễn thường hay làm livestream buổi sáng. Bây giờ mời bạn chia sẻ. Mời bạn chào chú, nhưng mà sao ra chú là người Việt Kiều ở Mỹ hả? Chú là người Việt Nam, chú không phải là Việt Kiều, chú là người Việt Nam yêu nước. Ok. Bây Việt giờ mời cháu nhưng... chia sẻ. Cháu có ý kiến là rồi. Chú nói về Đảng Cộng sản thì cháu không nghe được. Rồi. Nhưng mà chú nói về Hồ Chí Minh, nhưng mà Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Thì bây giờ không thể nói về Hồ Chí Minh rồi. Con nói đi. Con nói là chú không thể nói về Hồ Chí Minh là một con người là không yêu nước hay là đạo đức không thật hay là cái này cái kia được. Con chia sẻ, tiếp tục, cháu tiếp tục chia sẻ. Vâng. Thì cái mà con cảm thấy không đồng tình với chú là cái từng đó thôi. Vì chú nói về Đảng Cộng sản là con nghe là rất hợp lý. Rồi. Thì cái Đảng Cộng sản mình là rất dở. Còn về Hồ Chí Minh á, Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Rồi. Còn Đảng Cộng sản là không riêng về một mình Hồ Chí Minh, mà là cả một cái Đảng Cộng sản là rất lớn luôn. Rồi. Tại vì nó là một tập thể. Rồi. Đó, dù cái Đảng Cộng sản là nó sai, nhưng mà không phải cái Đảng Cộng sản sai là Hồ Chí Minh sai. Rồi. Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Rồi. Có Bác Hồ mình mới có được cái ngày hôm nay. Đúng rồi. Đó, tại vì con là bức xúc cái câu nói của chú là nói về Hồ Chí Minh thế này thế kia nên rồi. con mới lên có ý kiến như vậy. Không? Có gì sai sót bây giờ là qua. cái này là cái lỗi lầm của các con các cháu. Thành thế là chú là người mới là chia sẻ, chú là người đi tìm hiểu, chứ chú không có thể nào mà chú dựng lên một cái câu chuyện, một không ai ở trên đời này mà dựng lên một cái câu chuyện để mà nói vu vơ vớ vẩn được. Ở đây là cái vấn đề lịch sử, tại vì cái tuổi của cháu nó còn rất là trẻ, đúng không? Cái tuổi đời của cháu rất là trẻ, cháu còn cái tương lai nó rất là nhiều, nhưng mà tại vì sao đúng là lẽ ra là chú không có muốn chia sẻ cái nhân vật Hồ Chí Minh này lên trên cái diễn đàn của chú, nhưng mà tại vì nó sự thật,
Nó sự thật. Chúa cần để cho những cái thế hệ trẻ giống như các cháu biết được cái sự thật ngày hôm nay. Chứ Chúa không bao giờ Chúa có một cái quan điểm mà Chúa nói xấu về cái nhân vật Hồ Chí Minh này. Nếu như mà Chúa không, cháu mà không tin cái lời của chú Tân Thái á, thì cháu lên trên cái Facebook của ông mà cựu đại tá Bùi Tiến, ok, ông là ai? Ông là những cái người mà thân cận với Hồ Chí Minh, thì đó là những cái bằng chứng. Chứ chú không có bao giờ mà chú biết mà chú xuyên tạc hay là chú đánh tráo khái niệm. Cái này là chú giúp cho các cháu, cho các thế hệ sau này biết được. Thì nếu như mà các cháu tin thì các cháu tin, mà các cháu chưa tin thì các cháu phải chịu khó, các cháu đi tìm hiểu, đúng không? Chứ còn ở đây mình đều là người Việt Nam, cái người có công thì mình phải nói có công, mà cái người mà có tội thì mình cũng phải nên nói họ là có tội. Chứ mình không có che đậy được cái sự thật bởi cái truyền thông mạng ngày hôm nay cũng như cái công nghệ thông tin. Cháu thông cảm không? Bây giờ ở đây là mình nói với tính cách xây dựng, chứ không phải là mình nói với tính cách mà bêu xấu ông Hồ Chí Minh. Ông đã là coi như là nhân vật, coi như là lịch sử rồi. Nhưng mà bây giờ cần cái này là chú giúp cho các cháu, chú giúp cho các cháu để cho các cháu biết được cái sự thật. Nếu như mà các cháu vẫn chưa chịu tin chú á, thì các cháu đi tìm hiểu. Các cháu vui lòng, please, đi tìm hiểu để mà các cháu thông cảm được về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Nhưng mà chú chỉ nói một lần thôi, một lần đây là một lần duy nhất, chú sẽ không bao giờ chú đưa cái nhân vật Hồ Chí Minh lên nữa trên cái diễn đàn, tại vì nó đau thương lắm các cháu à. Cái thế hệ của các cháu á, là cái thế hệ không có được cái truyền thông hai chiều, không có được cái thông tin hai chiều. Cái thế hệ của chú á, là cái thế hệ sống từ trước năm 1975, sau năm 1975 chú cũng sống ở trong cái xã hội cộng sản 10 năm nữa. Rồi đến khi mà chú ra được cái thế giới bên ngoài này, chú sống hơn 30 năm ở cái thế giới bên ngoài này, chú có một cái tầm mắt, cái tầm nhìn. Con nên nhớ là những người Việt mà ở cái thế giới tự do trên 20-30 năm, họ không biết nói láo là gì. Chú bảo đảm với con, chú giơ tay lên chú thề, chú không bao giờ, trong cả cuộc đời chú không bao giờ chỉ biết nói láo. Kể cả nếu như chú ở trong đất nước Việt Nam thì nó khác. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề sống còn, cái đó là chú thành thật, chú chia sẻ với cháu, đúng không? Còn bây giờ chú xin hỏi cháu này, cháu có công minh mà nhìn nhận rằng là cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là nó tệ hại, mà nó thê thảm, mà nó không có một cái lối thoát nào hay là không? Con nhìn đi, cháu nhìn từ trên xuống dưới, rồi cháu nhìn tới cái vấn đề xã hội, cháu nhìn về cái vấn đề kinh tế, rồi cháu nhìn cái vấn đề giáo dục, rồi cháu nhìn về cái vấn đề an sinh, rồi cháu nhìn về vấn đề đời sống. Cháu có an toàn không? Cháu có bình yên không? Cháu không lên tiếng, chú không có bắt buộc cháu phải lên tiếng, nhưng mà mình phải nhìn nhận, đúng không cháu? Bây giờ chú mời cháu chia sẻ. Đúng. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay á, là không phải lý do không phải tại vì ông Hồ Chí Minh. Đó, vấn đề ngày hôm nay là của người hôm nay nó xử lý thế nào thôi. Thì, chú, bộ máy nhà nước thì nó sao thôi. Chú đã nói với cháu là chú chỉ nói lên cái lịch sử thôi, một lần thôi, đúng không? Bây giờ bỏ cái nhân vật nó qua bên này để ông Hồ Chí Minh cho lịch sử họ phê phán, đúng không? Bây giờ mình đừng nhắc lại cái nhân vật đó nữa, mình nói về cái vấn đề thực tế đi cháu. Mình nói về cái vấn đề thực tế đi, mời cháu. Cái vấn đề, đúng rồi, cái vấn đề thực tế bây giờ là đất nước mình là nói chung là nó không ra cái gì luôn, nó không tôn trọng quyền con người luôn chú. Đúng, chính xác. Thì cháu đồng tình với chú là cái đó, đảng cộng sản bây giờ là nói chung là cái đảng cộng sản là nó cầm quyền luôn. Đúng rồi, đúng. Thì con thấy cái đó là hợp lý. Còn bây giờ để chú mà... bây giờ trên cái diễn đàn của chú là có tới 438 người, chú chia sẻ cho cháu. Tại vì chú là cái thế hệ mà cái thế hệ cũng như là 6X, chú sinh năm 1963. Cháu có biết cháu thì quá trẻ, cháu không có biết về cái Việt Nam Cộng Hòa đâu. Cháu chỉ nghe qua và cháu chỉ nói lại chỉ có thông tin có một chiều, đúng không? Ngày 30 tháng 4, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ông mà Tổng thống Dương Văn Minh, ông ký lệnh đầu hàng, tức là ông là một người thái thú. Ông là người thái thú, ông làm cho cái miền Nam Việt Nam sụp đổ mà không có cơ hội mà đưa cái chính quyền Cộng sản Việt Nam ra lại cái tòa án quốc tế để mà mình đòi lại cái chính quyền. Tại vì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa họ là một cái chính thể mà họ một cái chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận, mà anh vào anh xâm chiếm người ta, đúng không? Mặc dù cái hiệp định mà Paris năm 1973 ký nó chưa có ráo mực, mà anh vô anh xâm chiếm người ta. Nhưng mà nó cái nỗi đau ở đây là cái ông Tổng thống của Dương Văn Minh, ông đầu hàng. Chứ nếu như mà ông đừng có đầu hàng, ông để cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa họ tiếp tục họ chiến đấu cho đến khi mà họ sụp đổ, thì chú bảo đảm với cháu là cái Việt Nam Cộng Hòa nó sẽ trở lại trên cái bàn hội nghị của quốc tế. Còn bây giờ đó là cái chuyện nó quá khứ rồi. Bây giờ chú đặt lại cho cháu một cái câu hỏi này. Nếu như thật sự mà cái ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tổng Bí Thư ngày hôm nay, chú nói hơi nặng lời, tại vì chú quá bức xúc, cháu thông cảm cho chú nha. Ông đội quân lên, ông đi bán nước, ông đi giao cái đất nước Việt Nam này cho Tàu. Rồi ngày mai đây cái dân tộc Việt Nam mình la làng lên, thì bây giờ cái bằng chứng, bây giờ cái cộng đồng quốc tế họ công nhận cái nước Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái đất nước có chính thể, đúng không? Dưới sự lãnh đạo của cái đảng Cộng sản Việt Nam mà cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ ông dân không, ông coi như là ông nói tao đầu hàng,
ta surrender, giống như là ông Dương Văn Minh. Thì hồi đó cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại cũng như cái người dân ở trong đất nước Việt Nam làm sao mà đòi hỏi đây, họ đâu có ủng hộ đâu, họ đâu cũng đâu. Một cái bài học của Việt Nam Cộng Hòa, một cái bài học của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra bây giờ mình đem mình áp dụng vào với lại cái chủ nghĩa cộng, với lại cái đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu như mà ông bàn giao cho thằng Tàu thì mình làm sao mà ngày mai này mình đôi, có phải là coi như là cái đất nước Việt Nam của chúng ta coi như là trở thành là nô lệ hết cho cái bọn Tàu cử không? Mà con nhìn nhận đi, cháu nhìn nhận đi, cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nó tệ hại đến cái mức độ nào, cháu công nhận không? Đây là cái thời điểm, đây là cái thời lúc mà cái người dân của chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng. Đó mới gọi là yêu quê hương, mới yêu đất nước, mới yêu cái tổ quốc dân tộc Việt Nam. Nếu như, giả như mà cái tuổi đời của chú cũng giỏi lắm 10 năm, 20 năm nữa là chú cũng phải ra đi, đúng không? Chú đâu có sống hoài được đâu. Nhưng mà chú có ra đi, chú cũng ra đi. Ở trên cái xứ sở tự do này, chú được mồ yên mã đẹp vĩnh cửu, con cháu của chú nó ở hết bên này đâu mà. Chú đâu có về Việt Nam làm gì. Nhưng mà tại vì cái tình thương yêu đất nước, vì cái tổ quốc Việt Nam ở trong cái trái tim của chú phải lên tiếng. Cháu phải cảm ơn chú, cháu phải cùng với chú lên cái tiếng nói để mà giữ cái non sông này, giữ cái bờ cõi này cho chính cháu, cho chính cái thế hệ con của cháu, chứ không phải cho chú. Chú không bao giờ chú về, chú cũng không có cái nhu cầu để mà làm chính trị, hoặc là chú về Việt Nam chú phải làm cái ông này, ông kia, bà nọ. Cháu thông cảm không? Ở đây mình là người Việt Nam, mình phải thương cái đất nước Việt Nam, mình phải quý cái đất nước Việt Nam, mình mới lên tiếng nói cho cái người Việt Nam. Những cái người mà nó bán nước, nó cầu vinh là những người đó mình cần phải lên án. Nhưng mà chốt lại cái vấn đề ở đây, chú cho con biết một cái giải pháp, không phải là không có giải pháp. Nếu như ngày hôm nay người dân của chúng ta cùng nhau lên cái tiếng nói, đòi hỏi càng sớm càng tốt. Cháu có biết rằng là cái hội nghị thành đô không? Nó đã sắp cận kề năm 2020 nó đến nơi. Khi đó nó bàn giao cái đất nước Việt Nam, mình làm sao đây? Nó có thể nó làm trước nữa không chừng. Nếu như ngày hôm nay nó còn kịp mà người dân của mình lên tiếng nói, áp lực cái đảng Cộng sản, họ chấp nhận cái cơ chế mà đa nguyên đa đảng. Nếu như có đa nguyên đa đảng là họ kiểm soát được. Họ kiểm soát được những cái người gian, họ kiểm soát được những cái người mà bán nước cầu vinh. Họ sẽ trừng trị bằng một cái luật pháp, nó có tam quyền phân lập. Cháu hiểu không? Cháu chịu khó, cháu đi tìm hiểu đi. Chú biết, cháu có biết trên một cái đất nước tự do không có ai mà được cái quyền mà bán nước, hay là những người kể cả tổng thống Mỹ nếu như mà có cái hành vi đó là phải đi vô tù liền, ai cũng phải vô tù hết. Ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ ngày hôm nay nếu như mà mai mốt ông bán nước thì ông có vô tù hay là hồi nó ông cao chạy ông bay xa rồi, những cái người quan chức họ đã có bãi đáp hết rồi. Cái đó là cái sự thật, để lại một cái đống hoang tàn đổ nát cho dân tộc Việt Nam, trong đó cháu là nạn nhân, chính xác không? Chú cảm ơn cháu rất là nhiều. Bây giờ chú mời cháu chia sẻ những gì chú nói có đúng hay là chú chỉ là xuyên tạc. Chú mời cháu. Vâng, chú nói là cháu nghe là cháu rất hiểu. Vâng, chú nói là cháu có biết là cháu phải suy nghĩ lại điều này. Rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. Rồi, chú cảm ơn cháu. Chú là người đi trước nên chú. Rồi, cháu cảm ơn. Chú là người đi trước cái thị trường do con cháu là cháu cảm ơn. Rồi, chú cháu phải suy nghĩ, cháu rất là thương cái đất nước Việt Nam. Chú rất là thương cái dân tộc Việt Nam. Nói tới là chú khóc. Là con biết, là cháu biết cái tình yêu quê hương dân tộc nó tới cỡ nào, cháu biết không? Mình cùng nhau, mình lên tiếng nói nghe cháu, xây dựng lại cái đất nước Việt Nam. Mình đòi một cái cơ chế. Cảm ơn cháu. Con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng ta cũng vẫn còn ngồi trên cái diễn đàn của Tân Thái. Nếu như một anh chị em nào mà có thể lên cái diễn đàn của Tân Thái thì Tân Thái sẽ mời. Kinh Nguyễn hay Kinh Nguyễn có thể lên không? Lên chia sẻ. Mời Kinh Nguyễn. Tân Thái còn 10 phút nữa nha các bạn. Kinh Nguyễn có lên diễn đàn Tân Thái không? Thì xoay ngang cái điện thoại lại. Connecting. Ok, hello, chào. Ok, Kinh chào anh Tân Thái buổi sáng. Rồi, anh gửi lời chào đến em. Anh mời em chia sẻ em ở đâu giờ em cho anh. Dạ, anh đợi em tí, để em cởi áo khoác ra cái đó. Rồi. Em tí khoác 1 tí 2 tí thôi. Ok anh. Ok. Ok, em đang ở Hoa Kỳ. Em đang lái xe container. Ok. Tại vì em đang lái xe buổi sáng cho nên là lúc nãy em đang nghe chương trình của anh mà em thấy cái bàn gì ở đó của Quảng Bình á vừa rồi á lên livestream cho nên là em phải dừng lại thôi. Em phải dừng xe lại thôi. Chào tất cả mọi người. Mình là
mình mới qua Mỹ ở đây, mình may mắn thôi. Mình vợ mình là người gốc Mỹ, người Mỹ. Cho nên mình được bảo lãnh qua đây cách đây 2 năm. 2 năm mấy tháng, 2 năm. Khi mình qua đây, Trước khi mình qua đây, mình cũng hoàn thành là mình năm nay là 26 tuổi, 27 tuổi. 25 năm là mình ở dưới xã hội chủ nghĩa thiên đường, đúng không? Khi mình qua đây á, mới qua đây á, một năm đầu á, mình nói Đảng Cộng sản là nó sai lầm, là cái gì? Cán bộ tham nhũng. Nhưng mà khi nào mà vợ mình, thì người Mỹ họ không quan tâm đâu, họ không quan tâm đến cái quan điểm chính trị của mình. Mà lúc nào mình cũng nói về vợ mình mời mình bảo vợ mình ở lúc nào về thăm Việt Nam lại lần đầu tiên đó, thì có nghĩa là Tết vừa rồi mình về thăm Việt Nam, nói là mình phải dẫn con của mình lên thăm cái gì quê hương làng sen Bác Hồ gì đó, đúng chưa? Để mình ở đây cán bộ sai nhưng mà bác bao giờ sai à. Rồi từ đó ta đi mình tìm hiểu, rồi mình đọc mấy, mình đọc thông tin tiếng Anh và lại mình nghe YouTube, mình nghe lắng nghe những cái chương trình livestream của mấy cái người hoặc là phản động ở bên này, mình nói rồi dần dần ra mình nhận ra một cái chân lý, mình nhận ra một cái rồi. Bây giờ các bạn ở Việt Nam, các bạn bây giờ lúc bạn gọi như bạn lúc nãy á, bạn của em ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Mỗi lần mà em hay thường xuyên liên lạc, em hỏi là bây giờ mình thấy được mình đang hiện tình đang ấy, này tham nhũng tràn lan, cán bộ nhà cao cửa rộng, đúng không? Mà lại rồi bây giờ là hỏi vì sao bây giờ mình bị gọi nghĩ đang về bác, thì họ bảo là thế này, tham nhũng là tham nhũng nhưng mà bác mình phải tôn trọng, bạn là người tạo ra cái gì đẻ ra dân tộc Việt Nam rồi, chứ không có bác sao có mày này. Ok, thì bây giờ mày cứ nghĩ đơn giản như thế này, mình em không đi vào phân tích là gì vậy, sai lầm hay là gì, hay là người tốt là ông là xấu, ông là tốt. Thì bây giờ các bạn nghĩ như thế này, ông là người thầy đúng không? Bây giờ để làm thế nào bạn đánh giá một người thầy, ông giỏi là ông cũng giỏi, tất nhiên bạn phải nhìn vào học trò của ông, đúng không? Nếu mà ông thầy mà ông tạo ra một đá một trò mà toàn là cái lũ ví dụ như là vô tài tích sự, ăn bám vậy lại tham nhũng mà đủ thứ, thì mình phải nói ông này là ông tốt, đúng không? Nhưng mà cùng lúc đó một ông thầy mà ông là một trò của ông á, hết ông này nó cũng khác, tạo ra nhiều thế hệ học trò xuất sắc kiệt xuất, thì tất nhiên mình phải nói như là ông này giỏi, đúng không? Rồi bây giờ đấy là cái quan điểm của mình. Bây giờ mình không có chửi rủa hay là mình trách các bạn, tại vì mình hiểu khi mà mình mới qua đây mình cũng như các bạn thôi. Khi mình mới qua đây nghe, cách đây một năm về trước á, mình cũng như cái bạn vừa rồi, như cái bạn ở Quảng Bình vừa rồi, không biết bạn có đang xem chương trình của mình hay không. Mình cũng như bạn vậy rồi. Ok, cái thứ hai nữa mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, không biết anh Tân Thái có thời gian không để cho em chia sẻ đi, em chia sẻ đi. Ok, như thế này nhá. Rồi bây giờ các bạn nói là ok, mấy người mình được nhồi sọ tuyên truyền là bên này là mẹ mấy chị là phản động nè. Bây giờ các bạn tưởng tượng như thế này, đất nước Việt Nam hiện tại như thế này á, đấy, các bạn tưởng tượng năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Triều Tiên nó giải phóng, mình dùng cái từ giải phóng đúng mà kẹp Hàn Quốc, rồi á là bắt tăng tộc thống Hàn Quốc, bắt cán bộ nhân viên chức Hàn Quốc đi học tập cải tạo, rồi một số rất là nhiều dân Hàn Quốc, dân Đại Hàn phải vượt biển phải đi tị nạn. Rồi bây giờ các bạn hiểu không? Rồi bây giờ các bạn lại sống trong nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên, học tập tấm gương đạo đức của ông nội của Kim Jong Un, không phải là Kim Jong Un bây giờ đâu, ông Kim mà Kim Nhật Thành, Kim Nhật Thành. Em ở Kim Nhật Thành, ok, Kim Nhật Thành. Rồi đơn giản như vậy thôi, còn các bạn muốn hiểu như thế nào hiểu, đúng không? Rồi bây giờ các bạn nghĩ này,
như này, mình nghĩ về đa nguyên, về đa nguyên đa đảng, về lại độc đảng là như thế nào, là khác nhau như thế nào. Các bạn đừng có bây giờ không hắn thương phân tích gì sâu, em mới đi học phân tích gì sâu dài, em nói như thế này. Bây giờ đa nguyên đa đảng là gì? Đa nguyên đa đảng là đa nguyên, đa là nhiều, nguyên là nguồn, có nghĩa là đa nguyên là nhiều nguồn lựa chọn, nhiều đảng phái. Bây giờ các bạn uống cà phê đúng không? Bây giờ các bạn uống cà phê đúng không? Ok, ra ngoài thì buổi sáng bạn uống cà phê, các bạn trẻ Việt Nam hay uống cà phê. Bây giờ ví dụ đọc ngoài thị trường, ngoài quán đó, một mình cái thằng Trung Nguyên thôi đúng không, các bạn đâu có chịu lựa chọn đâu. Bạn đi vào quán A, quán B, quán C, quán D, F, everything, tất cả đều là Trung Nguyên cả, hiểu chưa? Nhưng mà nếu á cũng bạn đi uống cà phê nhưng mà có ai anh có hai anh nữa, anh Thường Nguyên thêm anh Hà Nguyên nữa, hoặc là anh chỉ đó không biết, thì bắt buộc anh ấy, anh Trung Nguyên ấy, anh phải cố gắng làm đúng thôi, hoặc là làm tốt thôi. Ví dụ như anh mà này ở ok, cái bây giờ cà phê này Trung Nguyên nó dở quá, tôi không uống nè, mấy thằng Hà Nguyên nó ngon hơn xí, bây giờ anh tên này của anh Hà Nguyên thôi, có bán không, hiểu không? Rồi ví dụ như khi anh Hà Nguyên còn ngon ngon rồi mà, bây giờ mình ngon rồi, thì là anh Trung Nguyên nó phải nghĩ ra là bây giờ tao phải đầu tư mua kia máy rang hoặc là gì đó tốt đấy chưa. Rồi sau lâu sau nữa, một hai năm sau gì đó, một thời gian sau nữa, nó tạo ra cái phê ngon, thì khác thì là khách hàng là nhạy quá, Trung Nguyên nó là chuyện bình thường đấy, bạn hiểu không? Tất nhiên trên thị trường tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế là nó phải có đa nguồn, người dân phải có sự lựa chọn được, bạn hiểu không? Đó, một cái cuộc chạy đua là phải có nhiều người chạy, mình phải hiểu được có nhiều người từ nhiều cái thân yeah. Đọc một mình anh chạy ok, anh một mình anh chạy, một gia đình anh chạy, ai thằng người ta quên, ai thằng ta giọng nhau. Ok, thôi được rồi, anh nói King nghe, anh cảm ơn King đã lên đây cái diễn đàn của anh. Anh tại vì anh đang thấy cái thời giờ anh đang thấy nhất định anh đang thấy phải đi làm. Ok, anh cảm ơn em, trước nhất là anh cảm ơn em đã lên cái diễn đàn của anh Tăng Thái. Thì bây giờ anh gửi em em có thể em gửi lời chào đến với lại các anh chị em của chúng ta, rồi hẹn lại cái dịp khác. Anh Tăng Thái có nhiều thời giờ thì anh Tăng Thái sẽ cho em chia sẻ. Bây giờ anh mời em đi, rồi anh Tăng Thái sẽ có đôi lời rồi để anh Tăng Thái kết thúc cái diễn đàn. Alright, anh kick em out. No, anh mời em, anh mời em nói lời chia gửi lời chào chia tay đến với lại cộng đồng. Em gửi lời chia tay. Bây giờ các bạn này, mình đừng nói gì đa nguyên đa đảng gì mệt. Bây giờ chả có ai mà không có cái chuyện cái trong xã hội phải công bằng là như thế này. Không có cái chuyện người nào ví dụ như Fidel Castro bên chỗ Cuba nó chết đi rồi, em nó lên lãnh đạo làm gì có cái chuyện nữa. Rồi cái ông bên chỗ cái gì Tiêu Tiên Kim Nhật Thần, rồi đến ông đến cha của nó, đến bây giờ nó, ít bữa đến con của nó hoặc là cháu của nó, làm gì xã hội, làm gì rồi có chuyện vô lý nữa các bạn. Ok, thôi được rồi, anh hết giờ, anh cảm ơn em nha, cảm ơn Thiên Nguyễn, rồi anh chào em. Các bạn thông cảm, tại vì cái dân tộc Việt Nam của chúng ta là nó có ba vùng miền các anh chị em, miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Dường như là em này ở Nghệ An hay là Nghệ Tĩnh gì đây, nhưng mà nói chung lại thì mình cố gắng mình vẫn nghe được các bạn. Tất cả đều là người Việt Nam, đều cùng chung một cái trái tim, cùng chung một nhịp đập, hai chữ Việt Nam. Thành thử ra Tăng Thái nghĩ rằng các bạn cũng đừng có quan trọng một cái vấn đề mà khó nghe hay là dễ nghe, nếu như mình cố gắng thì mình sẽ nghe được. Cái ông Hồ Chí Minh đó thì ổng cũng xuất xứ từ cái vùng đất của cái em bạn trẻ Kim Nguyễn này. 30 tháng 4 năm 1975, cái ông mà Tổng thống Dương Văn Minh ổng ký lệnh đầu hàng, tức là ổng là một người thái thú. Ông là người thái thú, ông làm cho cái miền Nam Việt Nam sụp đổ mà không có cơ hội mà đưa cái chính quyền Cộng sản Việt Nam ra lại cái tòa án quốc tế để mà mình đòi lại cái chính quyền. Tại vì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa họ là một cái chính thể mà họ một cái chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận, mà anh vào anh xâm chiếm người ta. Đúng, mặc dù cái hiệp định mà Paris năm 1973 ký nó chưa có ráo mực mà anh vô anh xâm chiếm người ta. Nhưng mà nó cái nỗi đau ở đây là cái ông Tổng thống của Dương Văn Minh ông đầu hàng. Chứ nếu như mà ông đừng có đầu hàng, ông để cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa họ tiếp tục họ chiến đấu cho đến khi mà họ sụp đổ, thì chú bảo đảm với cháu là cái Việt Nam Cộng Hòa nó sẽ trở lại trên cái bàn hội nghị của quốc tế. Còn bây giờ đó là cái chuyện nó quá khứ rồi. Bây giờ chú đặt lại cho cháu một cái câu hỏi này. Nếu như thật sự mà cái ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tổng Bí Thư ngày hôm nay,
chú nói hơi nặng lời, tại vì chú quá bức xúc, cháu thông cảm cho chú nha. Ổng đội quân lên, ổng đi ba nước, ổng đi giao cái đất nước Việt Nam này cho Tàu, rồi ngày mai đây cái dân tộc Việt Nam mình la làng lên. Thì bây giờ cái bằng chứng, bây giờ cái cộng đồng quốc tế họ công nhận cái nước Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái đất nước có chính thể, đúng không? Dưới sự lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ ông dân không, ông coi như là ông nói tao đầu hàng, tao surrender, giống như là ông Dương Văn Minh. Thì hồi đó cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại cũng như cái người dân ở trong đất nước Việt Nam làm sao mà đòi hỏi đây? Họ đâu có ủng hộ đâu, họ đâu cũng đó, một cái bài học của Việt Nam Cộng hòa. Một cái bài học của Việt Nam Cộng hòa. Thành ra bây giờ mình đem mình áp dụng vào với lại cái chủ nghĩa cộng, với lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu như mà ông bàn giao cho thằng Tàu thì mình làm sao mà ngày mai này mình đôi, có phải là coi như là cái đất nước Việt Nam của chúng ta coi như là trở thành là nô lệ hết cho cái bọn Tàu khử không? Mà con nhìn nhận đi, cháu nhìn nhận đi, cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nó tệ hại đến cái mức độ nào, cháu công nhận không? Đây là cái thời điểm, đây là cái thời lúc mà cái người dân của chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng. Đó mới gọi là yêu quê hương, mới yêu đất nước, mới yêu cái tổ quốc dân tộc Việt Nam. Nếu như, giả như mà cái tuổi đời của chú cũng giỏi lắm 10 năm, 20 năm nữa là chú cũng phải ra đi, đúng không? Chú đâu có sống hoài được đâu. Nhưng mà chú có ra đi, chú cũng ra đi. Ở trên cái xứ sở tự do này chú được mồ yên mã đẹp vĩnh cửu, con cháu của chú nó ở hết bên này đâu mà. Chú đâu có về Việt Nam làm gì. Nhưng mà tại vì cái tình thương yêu đất nước, vì cái tổ quốc Việt Nam ở trong cái trái tim của chú phải lên tiếng, cháu phải cảm ơn chú, cháu phải cùng với chú lên cái tiếng nói để mà giữ cái non sông này, giữ cái bờ cõi này cho chính cháu, cho chính cái thế hệ con của cháu, chứ không phải cho chú. Chú không bao giờ chú về, chú cũng không có cái nhu cầu để mà làm chính trị, hoặc là chú về Việt Nam chú phải làm cái ông này, ông kia, bà nọ. Cháu thông cảm không? Ở đây mình là người Việt Nam, mình phải thương cái đất nước Việt Nam, mình phải quý cái đất nước Việt Nam, mình mới lên tiếng nói cho cái người Việt Nam. Những cái người mà nó bán nước, nó cầu vinh là những người đó mình cần phải lên án. Nhưng mà chốt lại cái vấn đề ở đây, chú cho con biết một cái giải pháp, không phải là không có giải pháp. Nếu như ngày hôm nay người dân của chúng ta cùng nhau lên cái tiếng nói, đòi hỏi càng sớm càng tốt. Cháu có biết rằng là cái hội nghị thành đô không? Nó đã sắp cận kề năm 2020 nó đến nơi. Khi đó nó bàn giao cái đất nước Việt Nam, mình làm sao đây? Nó có thể nó làm trước nữa không chừng. Nếu như ngày hôm nay nó còn kịp mà người dân của mình lên tiếng nói, áp lực cái Đảng Cộng sản, họ chấp nhận cái cơ chế mà đa nguyên đa đảng. Nếu như có đa nguyên đa đảng là họ kiểm soát được. Họ kiểm soát được những cái người gian, họ kiểm soát được những cái người mà bán nước cầu vinh. Họ sẽ trừng trị bằng một cái luật pháp, nó có tam quyền phân lập. Cháu hiểu không? Cháu chịu khó, cháu đi tìm hiểu đi. Chú biết, cháu có biết trên một cái đất nước tự do không có ai mà được cái quyền mà bán nước, hay là những người kể cả Tổng thống Mỹ nếu như mà có cái hành vi đó là phải đi vô tù liền. Ai cũng phải vô tù hết. Ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ ngày hôm nay nếu như mà mai mốt ông bán nước thì ông có vô tù hay là hồi nó ông cao chạy ông bay xa rồi. Những cái người quan chức họ đã có bãi đáp hết rồi. Cái đó là cái sự thật. Để lại một cái đống hoang tàn đổ nát cho dân tộc Việt Nam, trong đó cháu là nạn nhân. Chính xác không? Chú cảm ơn cháu rất là nhiều. Bây giờ chú mời cháu chia sẻ những gì chú nói có đúng hay là chú chỉ là xuyên tạc. Chú mời cháu. Vâng, chú nói là cháu nghe là cháu rất hiểu. Vâng, chú nói là cháu có ý là cháu phải suy nghĩ lại điều này. Rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. Rồi, chú cảm ơn cháu. Chú là người đi trước nên chú ơi. Rồi, chú cảm ơn chú. Chú là người đi trước quyết định đường cho con, cháu là cháu cảm ơn. Rồi, chú cháu phải suy nghĩ, cháu rất là thương cái đất nước Việt Nam. Chú rất là thương cái dân tộc Việt Nam. Nói tới là chú khóc. Là con biết, là cháu biết cái tình yêu quê hương dân tộc nó tới cỡ nào, cháu biết không? Mình cùng nhau, mình lên tiếng nói nghe cháu, xây dựng lại cái đất nước Việt Nam. Mình đòi một cái cơ chế. Cảm ơn cháu. Nên con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng ta cũng vẫn còn ngồi trên cái diễn đàn của Tân Thái. Nếu như một anh chị em nào mà có thể lên trên cái diễn đàn của Tân Thái thì Tân Thái sẽ mời. Kim Nguyễn ha, Kim Nguyễn có thể lên không? Lên chia sẻ. Mời Kim Nguyễn. Tân Thái còn 10 phút nữa nha các bạn. Kinh Nguyễn có lên diễn đàn Tân Thái không? Thì xoay ngang cái điện thoại lại. Connecting, ok, hello, chào. Ok, chào anh Tân Thái buổi sáng. Rồi, anh gửi lời chào đến em. Anh mời em chia sẻ em ở đâu giờ, em cho anh. Dạ, anh đợi em tí, để em cởi áo khoác ra cái đó. Rồi. Em tí khoác 1 tí 2 em... thôi. Ok anh. Ok.
em giờ em đang ở Hoa Kỳ, em đang lái xe công ty nữa. Ok. Tại vì em đang lái xe buổi sáng, cho nên là lúc nãy em đang nghe chương trình của anh, mà em thấy cái bàn gì ở đó của Quảng Bình á, vừa rồi á lên livestream, cho nên là em phải dừng lại thôi, em phải dừng xe lại thôi. Chào tất cả mọi người, mình mới qua Mỹ ở đây, mình may mắn thôi, mình vợ mình là người gốc Mỹ, người Mỹ, cho nên mình được bảo lãnh qua đây cách đây 2 năm. Trước khi mình qua đây, mình cũng hoàn thành là mình năm nay là 26 tuổi, 27 tuổi. 25 năm là mình ở dưới xã hội chủ nghĩa, thiên đường, đúng không? Khi mình qua đây, mới qua đây, một năm đầu, mình nói, Đảng Cộng sản nó sai lầm, là cái gì? Cán bộ tham nhũng. Được, để cuối cùng, kết quả mời bạn lên mà không lên thì Tân Thái phải đuổi bạn ra khỏi nhà của Tân Thái. Đó là rồi bạn không còn cơ hội để mà bạn vào trong cái diễn đàn của Tân Thái nữa, cho đến khi nào mà bạn đổi cái nick khác thì bạn mới có cơ hội bạn vào lại cái diễn đàn của Tân Thái. Tại vì bạn không có bản lĩnh, bạn nói bạn hạnh phúc thì bạn phải chia sẻ bạn hạnh phúc ở chỗ nào, bạn hạnh phúc tại sao, bạn hạnh phúc ở đâu. Bệnh viện điện thoại này có lên không, lên diễn đàn không? Cũng là cái ngôn ngữ này, nếu như mẹ Việt Nam mà nói như mẹ chủ ạ, thì đâu xa đâu, Phương Nam lên đi. Nó bây giờ đang mời Phương Nam đó, thì Tân Thái sẽ cho bạn biết thì Tân Thái có về hay là không về, đúng không? Mình lên diễn đàn đi. Không phải ở đây, không phải là sợ hay là không sợ, biết không? Người Việt Nam không có biết sợ là cái gì hết. Nói cho bạn biết, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy. Tôi đâu bây giờ tôi biết sợ, nếu như tôi sợ thì đúng rồi, cảm ơn bạn đã lên diễn đàn. Đó, mình phải như vậy chứ. Bây giờ tôi mời bạn chia sẻ. Bạn gửi lời chào đến với lại cộng đồng mạng, cũng như bạn cho Tân Thái biết bạn rất là trẻ. Tân Thái rất là thích những cái người bạn trẻ này. Bây giờ bạn có thể cho Tân Thái biết cũng như cộng đồng mạng biết là bạn ở đâu và bạn tên gì. Mời bạn. Nickname của bạn là Phương Đàm, bạn chia sẻ đi. Vâng. Mình đang ở Quảng Bình nhá. Ở đâu? Bạn ở đâu? Mình ở Quảng Bình ạ. À, ở Quảng Bình, ok. Quảng Bình là coi như là quê hương đất của chú Dương, chú Nhân Nguyễn thường hay làm livestream buổi sáng. Bây giờ mời bạn chia sẻ. Mời bạn. Chào chú, nhưng mà sao ra chú là người Việt Kiều ở Mỹ hả? Chú là người Việt Nam, chú không phải là Việt Kiều, chú là người Việt Nam yêu nước. Ok. Bây giờ mời cháu chia sẻ. Cháu có ý kiến là rồi. Chú nói về Đảng Cộng sản thì cháu không nghe được. Rồi. Nhưng mà chú nói về Hồ Chí Minh, nhưng mà Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Thì bây giờ không thể nói về Hồ Chí Minh. Con nói đi. Con nói là chú không thể nói về Hồ Chí Minh là một con người là không yêu nước hay là đạo đức không thật hay là cái này cái kia được. Con chia sẻ, tiếp tục, cháu tiếp tục chia sẻ. Vâng. Thì cái mà con cảm thấy không đồng tình với chú là cái từng đó thôi. Vì chú nói về Đảng Cộng sản là con nghe là rất hợp lý. Rồi. Thì cái Đảng Cộng sản mình là rất dở. Còn về Hồ Chí Minh á, Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Rồi. Còn Đảng Cộng sản là không riêng về một mình Hồ Chí Minh mà là cả một cái Đảng Cộng sản là rất lớn luôn. Rồi. Tại vì nó là một tập thể. Rồi. Đó, những cái Đảng Cộng sản là nó sai, nhưng mà không phải cái Đảng Cộng sản sai là Hồ Chí Minh sai. Rồi. Hồ Chí Minh là một con người yêu nước. Rồi. Có Bác Hồ mình mới có được cái ngày hôm nay. Đúng rồi. Đó, tại vì con là bức xúc cái câu nói của chú là nói về Hồ Chí Minh thế này thế kia nên con mới lên có ý kiến như vậy. Đúng không? Có gì sai sót? Bây giờ là cái này là cái lỗi lầm của các con các cháu. Thành thế là chú là người mới là chia sẻ, chú là người đi tìm hiểu, chứ chú không có thể nào mà chú dựng lên một cái câu chuyện, một không ai ở trên đời này mà dựng lên một cái câu chuyện để mà nói vu vơ vớ vẩn được. Ở đây là cái vấn đề lịch sử, tại vì cái tuổi của cháu nó còn rất là trẻ, đúng không? Cái tuổi đời của cháu rất là trẻ, cháu còn cái tương lai nó rất là nhiều. Nhưng mà tại vì sao đúng là lẽ ra là chú không có muốn chia sẻ cái nhân vật Hồ Chí Minh này lên trên cái diễn đàn của chú, nhưng mà tại vì nó sự thật,
Nó sự thật. Chúa cần để cho những cái thế hệ trẻ giống như các cháu biết được cái sự thật ngày hôm nay. Chứ Chúa không bao giờ Chúa có một cái quan điểm mà Chúa nói xấu về cái nhân vật Hồ Chí Minh này. Nếu như mà Chúa không, cháu mà không tin cái lời của chú Tân Thái á, thì cháu lên trên cái Facebook của ông mà cựu đại tá Bùi Tiến. Ok, ổng là ai? Ổng là những cái người mà thân cận với Hồ Chí Minh. Thì đó là những cái bằng chứng. Chứ Chúa không có bao giờ mà Chúa biết mà Chúa xuyên tạc hay là Chúa đánh cháu khái niệm. Cái này là Chúa giúp cho các cháu, cho các cái thế hệ sau này biết được. Thì nếu như mà các cháu tin thì các cháu tin, mà các cháu chưa tin thì các cháu phải chịu khó, các cháu đi tìm hiểu, đúng không? Chứ còn ở đây mình đều là người Việt Nam, cái người có công thì mình phải nói có công, mà cái người mà có tội thì mình cũng phải nên nói họ là có tội. Chứ mình không có che đậy được cái sự thật bởi cái truyền thông mạng ngày hôm nay cũng như cái công nghệ thông tin. Cháu thông cảm không? Bây giờ ở đây là mình nói với tính cách xây dựng, chứ không phải là mình nói với tính cách mà bêu xấu ông Hồ Chí Minh. Ông đã là coi như là nhân vật, coi như là lịch sử rồi. Nhưng mà bây giờ cần cái này là Chú giúp cho các cháu, Chú giúp cho các cháu để cho các cháu biết được cái sự thật. Nếu như mà các cháu vẫn chưa chịu tin Chú á, thì các cháu đi tìm hiểu, các cháu vui lòng please đi tìm hiểu để mà các cháu thông cảm được về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Nhưng mà chú chỉ nói một lần thôi, một lần, đây là một lần duy nhất, chú sẽ không bao giờ chú đưa cái nhân vật Hồ Chí Minh lên đây nữa trên cái diễn đàn, tại vì nó đau thương lắm các cháu à. Cái thế hệ của các cháu là cái thế hệ không có được cái truyền thông hai chiều, không có được cái thông tin hai chiều. Cái thế hệ của chú là cái thế hệ sống từ trước năm 1975, sau năm 1975 chú cũng sống ở trong cái xã hội cộng sản 10 năm nữa. Rồi đến khi mà chú ra được cái thế giới bên ngoài này, chú sống hơn 30 năm ở cái thế giới bên ngoài này, chú có một cái tầm mắt, cái tầm nhìn. Con nên nhớ là những người Việt mà ở cái thế giới tự do trên 20-30 năm, họ không biết nói láo là gì. Chú bảo đảm với con, chú giơ tay lên chú thề, chú không bao giờ, trong cả cuộc đời chú không bao giờ chú biết nói láo. Kể cả nếu như chú ở trong đất nước Việt Nam thì nó khác. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề sống còn, cái đó là chú thành thật, chú chia sẻ với cháu, đúng không? Còn bây giờ chú xin hỏi cháu này, cháu có công minh mà nhìn nhận rằng là cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là nó tệ hại, mà nó thê thảm, mà nó không có một cái lối thoát nào hay là không? Con nhìn đi, cháu nhìn từ trên xuống dưới, rồi cháu nhìn tới cái vấn đề xã hội, cháu nhìn về cái vấn đề kinh tế, rồi cháu nhìn cái vấn đề giáo dục, rồi cháu nhìn về cái vấn đề an sinh, rồi cháu nhìn về vấn đề đời sống. Cháu có an toàn không? Cháu có bình yên không? Cháu không lên tiếng, chú không có bắt buộc cháu phải lên tiếng, nhưng mà mình phải nhìn nhận, đúng không cháu? Bây giờ chú mời cháu chia sẻ. Đúng. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay á, là không phải lý do không phải tại vì ông Hồ Chí Minh. Đó, vấn đề ngày hôm nay là của người hôm nay nó xử lý như thế nào thôi. Bộ máy nhà nước thì nó sao thôi. Chú đã nói với cháu là chú chỉ nói lên cái lịch sử thôi, một lần thôi, đúng không? Bây giờ bỏ cái nhân vật nó qua bên này để ông Hồ Chí Minh cho lịch sử họ phê phán, đúng không? Bây giờ mình đừng nhắc lại cái nhân vật đó nữa, mình nói về cái vấn đề thực tế đi cháu. Mình nói về cái vấn đề thực tế đi, mời cháu. Cái vấn đề thực tế bây giờ là đất nước mình là nói chung không ra cái gì luôn, nó không tôn trọng quyền con người luôn chú. Đúng, chính xác. Thì cháu đồng tình với chú là cái đó, Đảng Cộng sản bây giờ là nói chung là cái Đảng Cộng sản là nó cầm quyền luôn. Đúng rồi. Đúng. Thì con thấy cái đó là hợp lý. Còn bây giờ trên cái diễn đàn của chú là có thứ 438 người. Chú chia sẻ cho cháu, tại vì chú là cái thế hệ mà cái thế hệ coi như là 6X. Chú sinh năm 1963. Cháu có biết cháu thì quá trẻ, cháu không có biết về cái Việt Nam Cộng hòa đâu. Cháu chỉ nghe qua và cháu chỉ nói lại chỉ có thông tin có một chiều, đúng không? Ngày 30 tháng 4, ngày Trần Văn Tiên để nói về tiểu sử của chính mình, mà nào Bác Hồ rất là khiêm tốn, nào là Bác Hồ không có vợ con, suốt đời chỉ nghĩ đến quốc gia và dân tộc. Thế nhưng thật ra thì Hồ Chí Minh không những một mà là nhiều vợ con, lịch sử đã chứng minh đầy đủ. Ví dụ, Hồ Chí Minh đã cưới vợ bà Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu, Trung Quốc, có cả ngày giờ và giấy hôn thú, có cả ảnh và thư từ. Và những chuyện sau này về Hà Nội rồi thì người ta cũng biết, lộ ra là Trần Quốc Hoàng đã bố trí cho Hồ Chí Minh với một cô Nông Thị Xuân hàng tuần vào gặp Hồ Chí Minh và đã có con là ông Nguyễn Tất Trung. Con trai năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Tất cả những chuyện đó các bạn trẻ cần phải biết từ diện riêng để đánh giá về tư cách và đạo đức của ông Hồ Chí Minh là như thế nào. Những tư liệu trên mặc dầu Hà Nội cấm lưu hành nhưng mà với thời đại hiện nay trong thế giới nghiên cứu họ đã biết hết cả rồi. Nhất là các tài liệu được công bố ở Trung Quốc của các nhà
học giả ở Hoa Nam đã nói về mối tình và đám cưới của ông Hồ Chí Minh và bà Tăng Tuyết Minh. Bà Tăng Tuyết Minh sống đến 94 tuổi trước khi chết mấy chục năm, bà ta mong tìm liên lạc Hồ Chí Minh để gặp lại. Thế nhưng Hồ Chí Minh không được phép và Hồ Chí Minh cũng không muốn quan hệ để trở lại với bà ta, bởi vì khi đó đã trở thành lãnh tụ rồi. Hồ Chí Minh e ngại cái quan hệ với Trung Quốc, mà nhất là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ luôn ngăn cản cái chuyện đó. Nói chung, giới sử học họ biết tất cả rồi, không hiểu sao họ vẫn che giấu. Lúc này là lúc mình cần phải minh bạch rõ ràng để cho mọi người biết rõ về đạo đức của Hồ Chí Minh. Trở lại vấn đề bút danh Trần Văn Tiên, nói về đạo đức Hồ Chí Minh, vào năm 1990 khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, chính Viện Sử học Việt Nam, chính trên trang báo Nhân dân là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rõ là cuộc đời của ông Hồ Chí Minh là ông đã dùng đến 30 cái bí danh khác nhau, là một trong những bí danh đó. Trong 30 cái bí danh đó là có một cái bí danh của ông Trần Văn Tiên, và khẳng định rõ là những cái mâu thuẫn về đời tư của Hồ Chí Minh là chính Hồ Chí Minh viết ra, rõ ràng không có ai bịa ra đâu. Đó, những cái tìm hiểu, những cái mà nghiên cứu mà các bạn trẻ chịu khó lên trên mạng thì tìm hiểu thì các bạn sẽ biết rõ ràng là cái nhân vật Hồ Chí Minh này, ông ta là ai, chứ không có phải mà giống như là một cái nhân vật lãnh tụ, không phải giống như là một cái nhân vật cha già của dân tộc. Lê Văn Hiệp, tôi mời Lê Văn Hiệp lên diễn đàn. Tôi rất thích những cái người mà nói tôi điên với tôi khùng. Lê Văn Hiệp lên diễn đàn, anh nghiêng anh xoay ngang lại, nếu như tôi điên thì anh phải chứng minh cho tôi thấy những gì tôi nói là sai. Lên nghe. Anh lấy cái avatar của ông Hồ Chí Minh đó thì tôi thấy rất là đẹp đó. Tôi mời anh lên diễn đàn, tại vì tôi còn tới 20 phút nữa tôi mới đi làm. Nếu như mà anh mạnh dạn mà anh dũng cảm thì anh lên diễn đàn anh phản biện. Đang gửi lời mời anh Lê Văn Hiệp đó. Cái này ngẫu nhiên nha các bạn. Tân Thái rất thích mà phản biện với lại những cái con người mà họ nói mình là xuyên tạc hay là như thế này như thế kia đó các bạn. Mình chia sẻ với mục đích của mình là mình cho những cái thế hệ trẻ biết được cái sự thật. Chứ các em cũng như các cháu đã bị bưng bít, đã bị che đậy quá lâu rồi. Nói về cái vấn đề truyền thông, nói về cái vấn đề lịch sử ở trong cái đất nước Việt Nam sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là tất cả những cái thế hệ sau này không có bao giờ được biết cái gì hết. Nhưng mà rất tiếc thay những cái thế hệ không lên. Ok, cho qua. Rất tiếc thay những cái thế hệ mà cha anh cũng như những cái thế hệ cô chú của chúng ta không có lên tiếng, không chịu lên tiếng cho con cháu của chúng ta biết được cái sự thật về cái đất nước, về cái tình hình, về cái chủ nghĩa cộng sản này nó như thế nào, để cho các thế hệ trẻ, để cho những cái thế hệ mà về sau này họ không chịu tìm hiểu nữa các bạn. Thành thử ra nó mới dẫn đến cái đất nước của chúng ta nó mới ra cái nông nổi ngày hôm nay. Cái đất nước của chúng ta nó đâu có phải là một cái đất nước mà nó suy nhược, mà nó tệ hại giống như là cái người dân ngày hôm nay của chúng ta không còn có sức đề kháng nữa các bạn. Nó tàn phá. Bao nhiêu cái livestream của các anh chị em ở trong nước đưa lên là mình thấy là mình đau xót lắm. Mình không lên tiếng là mình không chịu đựng được với cái lương tâm của mình. Đó là cái trăn trở cũng như cái thao thức của những cái người mà ở ngoài hải ngoại này. Chúng tôi đã được an toàn, tại sao các bạn lại không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ. Chúng ta nói lên là với một cái tính cách là xây dựng, chứ chúng ta không phải là chúng ta nói lên với lại mang một cái tính cách là hận thù. Nếu như mà các anh chị em nào mà có thể lên chia sẻ với Tân Thái thì Tân Thái mời lên, tại vì Tân Thái còn 20 phút nữa để mà mình minh bạch ra để cho các cái thế hệ về sau này biết được cái sự thật các bạn. Các bạn ngày hôm nay không còn gì mà để các bạn phải sợ. Cái nỗi sợ đó mình hãy đẩy về bên phía chính quyền, bởi vì sự thật lúc nào nó cũng vẫn là sự thật các bạn. Tân Thái đang chờ đợi. Nếu như một anh chị em nào mà lên cùng với Tân Thái chia sẻ thì Tân Thái rất là welcome. Bằng không, bằng ngược lại thì Tân Thái tiếp tục, Tân Thái chia sẻ đến cho những thế hệ trẻ. Nhưng mà Tân Thái rất là trăn trở, rất là thường xuyên kêu gọi những cái thế hệ mà anh, những cái thế hệ chú của Tân Thái, hãy lên tiếng đi, hãy nói về cái sự thật đi, để cho cái đất nước nó cần thay đổi. Các bạn có biết này không? Nó rất là đau thương lắm các bạn. Khi mà những cái người dân ấy các bạn, những cái người dân mà ở những cái vùng mà tỉnh thành, những cái vùng mà thị xã lẻ đó các bạn, họ sợ mà đến cái mức độ mà họ không dám lên một cái tiếng nói nào hết các bạn. Thì Tân Thái mới đặt cái câu hỏi tại sao, thì họ mới nói rằng nếu như mà bây giờ mình lên tiếng á thì mình bị trù dập, mình sẽ bị làm khó dễ
trong cái vấn đề mà công ăn việc làm, trong cái vấn đề mà cái đời sống. Thì mà chúng ta đang rất là hạnh phúc, đúng rồi. Bạn hạnh phúc thì Duy Bình mời, tôi mời bạn lên thì bạn hạnh phúc thì bạn lên bạn chia sẻ cho cộng đồng mạng biết bạn hạnh phúc chứ. Tôi cảm ơn bạn, tôi cảm ơn bạn là bạn rất là hạnh phúc. Thì bây giờ tôi mời bạn lên thì bạn chia sẻ cái hạnh phúc của bạn đi, để cho cái cộng đồng mạng họ biết được, cũng cái người dân mà trong cũng như ngoài nước. Thì cái này là cái chia sẻ thôi, không có gì hết trơn. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mạnh dạn lên. Thì bạn nói rằng là bạn đang hạnh phúc thì bạn chia sẻ đi, để cho tôi ghi nhận cái sự hạnh phúc của bạn, đúng không? Chứ còn mà bạn nói bạn hạnh phúc nhưng mà bạn không chia sẻ, tức là bạn xạo với cái lòng của bạn. Bạn cứ lên diễn đàn, ở đây là một cái diễn đàn dân chủ, thế chứ bạn không lên tức là bạn không có hạnh phúc. Bạn từ chối cái lời mời của tôi tức là bạn không có hạnh phúc. Nhưng mà tại vì ở đây là bạn sử dụng cái ngôn ngữ địch mại đó thì Tân Thái không có chấp nhận. Bây giờ Tân Thái xin chia sẻ với các bạn hai cái bản tin rất là ngắn, rồi chúng ta hãy đi vào cái chủ đề chính là nói về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Cái bản tin đầu tiên mà Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn là lời khai của ông Đinh La Thăng dẫn đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị. Nói chung ra là nó đã thối nát hết trơn rồi các bạn à. Đây là một cái bản tin cần phải đưa lên công luận. Tân Thái xin chia sẻ với các bạn, ông Đinh La Thăng là cựu quan chức cấp cao đang phải ra tòa khai rằng những quyết định của ông khi còn đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là do đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thăng trả lời như vậy trong phiên tòa xử vào ngày hôm qua 9 tháng 1, khi tòa hỏi ông tại sao chỉ định thầu một dự án quan trọng cho một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Hãng tin Reuters loan tin từ Hà Nội và cho biết vào thời điểm ông Thăng đứng đầu PVN, ông không phải là Ủy viên Bộ Chính trị và lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng của Chính phủ. Giới phân tích chính trị đưa ra nhận định ông Nguyễn Tấn Dũng là một đối thủ chính trị của đương kim Tổng thống Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng ra khỏi Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm 2016 và ngay sau đó ông không còn làm Thủ tướng nữa. Reuters cho hay đã tìm cách liên lạc với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bình luận về việc này nhưng không được. Vụ xử Đinh La Thăng từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018 và dự định kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Ông Thăng đã bị cáo buộc là cố ý làm trái những nguyên tắc quản lý của nhà nước vào thời kỳ ông làm đứng đầu Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Đây được xem là một đại án vì không chỉ có cáo buộc về số tiền bị thất thoát quá lớn mà còn là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản bị xem đem ra xét xử công khai. Đó là cái bản tin đầu tiên Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn. Và cái bản tin tiếp theo Tân Thái xin chia sẻ đến cho các bạn. Các bạn đợi cho Tân Thái một chút xíu. Cái bản tin này nó cũng rất là quan trọng các bạn. Tình hình Biển Đông Tân Thái chia sẻ cho các bạn. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khiêu khích ở Biển Đông. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa mang tính khiêu khích tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông và Washington sẽ tiếp tục đưa tàu chiến đến tuần tra trong khu vực nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải. Cố vấn cao cấp của Hoa Kỳ về chính sách châu Á, ông Brian Hook, cho biết như vừa nêu vào ngày 9 tháng Giêng và nói thêm rằng nếu Biển Đông luôn được Hoa Kỳ nêu ra trong tất cả các cuộc đối thoại song phương Mỹ-Trung, tuyên bố của cố vấn Brian Hook được đưa ra vào khi giới phân tích chỉ trích là chính quyền của Tổng thống Donald Trump bị vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn chi phối, không chú ý đến vấn đề Biển Đông. Mạng bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Brian Hook rằng Trung Quốc đang hiếp đáp những nước nhỏ hơn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Bắc Kinh. Điều đó tác động đến hoạt động hàng hải ở vùng biển quốc tế. Ông Brian Hook, cố vấn về chính sách châu Á cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rõ Mỹ sẽ cho thực hiện trở lại chiến dịch tự do hàng hải và cho Trung Quốc biết là lực lượng không quân, hải quân của nước Mỹ sẽ hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép. Vào cuối tháng 12 vừa qua, truyền thông chính thức của Trung Quốc ngợi khen tiến bộ trong công tác xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, nói rõ hoạt động bồi đắp được 290.000 mét vuông. Tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington DC vào tháng 12 năm ngoái cũng cho biết Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở có thể là dàn radar
tần số cao trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra còn có các hệ thống đường hầm đã hoàn thiện nhằm có thể chứa đạn dược trên cái đảo đá Subi. Trung Quốc có kế hoạch trong vòng 3 năm tới cho phóng 10 vệ tinh từ đảo Hải Nam để có thể theo dõi Biển Đông suốt ngày đêm. Giới quan sát cho rằng đây là biện pháp nhằm củng cố kiểm soát của Bắc Kinh đối với khu vực Biển Đông. Trung Quốc luôn cho rằng nước này là có chủ quyền gần trọn Biển Đông, khi lặp đi lặp lại là Hoa Kỳ không nên can dự vào tranh chấp tại đó giữa Bắc Kinh và một số nước trong khu vực. Thậm chí Trung Quốc còn cáo buộc các chuyến tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Cố vấn Brian Hook phát biểu rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không thể gây phương hại đến những giá trị và trật tự dựa trên căn bản luật pháp, bởi vì đó là nền tảng cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Ông nói tiếp, một khi hành xử của Trung Quốc vượt khỏi những giá trị và luật lệ đó, Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ và thượng tôn pháp luật. Đây là một cái thượng phương bảo kiếm mà để giúp cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nếu như mà không có cái chính quyền Hoa Kỳ can thiệp vào cái vấn đề Biển Đông, thì các bạn nghĩ rằng cái nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay vẫn luôn luôn ra đã nói rằng là bảo vệ biển đảo, có bảo vệ được chăng các bạn? Bây giờ trong thời gian vừa qua rất là nhiều cái ý kiến, nhiều cái luồng dư luận từ trong nước đưa ra, mà nhất là các bạn trẻ, cái thế hệ mà sinh sau năm 1975, từ cái thế hệ mà 8X, 9X đến 10X, vì cái vấn đề mà giáo dục cũng như vậy, vì cái vấn đề truyền thông nó chỉ có một chiều, tân thái có liên lạc với lại có trao đổi với lại một số bạn trẻ mà từ trong Việt Nam vừa đi ra, thì họ chia sẻ với Tân Thái, thành ra Tân Thái phải bỏ công ra, Tân Thái nghiên cứu sau 2 ngày, bây giờ Tân Thái chia sẻ đến cho các bạn trẻ mà nhất là các bạn trẻ, đây là những cái thông tin mà được gọi rằng là tương đối chính xác. Nếu như các bạn không tin vào những cái thông tin mà Tân Thái chia sẻ đây, thì các bạn hãy tự đi tìm hiểu, rồi các bạn sẽ biết sự thật về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Sự thật về Hồ Chí Minh, Tân Thái sau 2-3 ngày để mà đi tìm hiểu và biết được ông Hồ Chí Minh là ai. Ông Hồ Chí Minh là một nhà chính khách, một nhân vật lịch sử mà hiện nay kể cả trong và ngoài nước đã đánh giá trái ngược lại với nhau. Người trong nước mà nhất là các bạn trẻ đã ca ngợi Hồ Chí Minh như thần thánh tuyệt đối, không bao giờ có sai lầm. Ngược lại, một số người khác trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì xem Hồ Chí Minh tựa như là một tội đồ của dân tộc Việt Nam. Sau đây là nhận định về tư cách và đạo đức Hồ Chí Minh qua cái sự tìm hiểu của Tân Thái. Hồ Chí Minh chỉ là một con người bình thường, chả có gì gọi là thần thánh cả. Hồ Chí Minh cũng có những ưu và khuyết điểm về tư tưởng, thì ông Hồ Chí Minh không phải là một người yêu nước, vì trong thời kỳ trai trẻ, ông Hồ chẳng bao giờ có ý nghĩ đi tìm đường cứu nước gì cả. Chẳng qua vì một bi kịch gia đình, tức là cụ ông Chi Hiển Bình Khê đánh chết một người công dân cho nên bị đuổi ra khỏi ngành quan lại, thành ra mới đi bơ vơ ở phía Nam. Thế thì ông mất chỗ dựa. Nói về cái nhân vật Hồ Chí Minh đó các bạn, cho nên năm 1911 Hồ Chí Minh đi ra để tìm kế mưu sinh, thứ hai nữa là tìm cách giúp đỡ cho gia đình ông bố khỏi qua cơn hoạn nạn, chứ thật ra không có đi tìm đường cứu nước gì hết. Nhưng mà sau khi sang đến Pháp, Hồ Chí Minh tiếp xúc được nhóm của ông Phan Văn Trường, ông Nguyễn Thế Truyền, cụ Phan Châu Trinh, đây mới chính là những người yêu nước. Hồ Chí Minh có chăng cũng bị ảnh hưởng bởi các cụ. Kể từ lúc Hồ Chí Minh đứng ra làm tờ báo Người Cùng Khổ để chống lại thực dân Pháp về lập trường, thì đây là mặt tích cực của Hồ Chí Minh. Nhưng mà cho đến khi Hồ Chí Minh sang đến Mạc Tư Khoa vào năm 1924, và sau đó Hồ Chí Minh mới trở thành cái nhân vật của đệ tam quốc tế cộng sản, thì đây mới là vấn đề để nói. Thay vì theo chủ nghĩa quốc gia thì lại trở thành tay sai cho quốc tế cộng sản, và ngày càng về sau lại trở thành cái nhân vật thực hiện sứ mạng của quốc tế cộng sản nhắm vào các nước Đông Dương và bành trướng xuống các nước Đông Nam Á. Đây là con đường sai lầm đưa đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta sau này. Thực tế đã quá rõ ràng, hơn 42 năm của miền Nam và hơn 80 năm của miền Bắc, Việt Nam chúng ta không những là tụt hậu mà lại là lạc hậu
so với thế giới về mức sống, nhân quyền, dân quyền, thì trách nhiệm ở đây thuộc về Hồ Chí Minh. Thay vì năm 1924, đến Mạc Tư Khoa Hồ Chí Minh nhìn vào cái đất nước Hoa Kỳ, các bạn nghĩ gì với vận mệnh của quốc gia và dân tộc ngày nay sẽ ra sao? Không cao chạy bay xa, vươn cao đến đỉnh cao của nhân loại các quốc gia châu Á thì mới là chuyện lạ, bởi vì dòng giống lạc hồng vốn có của dân tộc Việt Nam. Nói tóm lại, Hồ Chí Minh đã mắc phải sai lầm, đã đem về Việt Nam một cái học thuyết chủ nghĩa cộng sản vô thần. Bây giờ cái học thuyết chủ nghĩa cộng sản thực tế đã quá rõ ràng. Về mặt lý luận, làm cho một cái xã hội tốt đẹp hơn, không có người bóc lột người, nhưng chưa từng và không từng có một quốc gia nào thực hiện được sứ mệnh đó. Tất nhiên chỉ là ảo tưởng mà thôi. Về mặt cốt lõi của cái nôi sản sinh ra chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô cũng đã sụp đổ rồi, và một số nước cộng sản Đông Âu sụp đổ luôn và đã tan rã. Communist tức là cộng sản được create bởi Karl Marx, trên lý thuyết là hay bởi vì ông ta là một nhà triết gia, thực tế chưa từng có một quốc gia nào thực hiện được. Lenin ứng dụng chủ nghĩa cộng sản vì mong tiến lên chủ nghĩa xã hội mà đi ngang về tắc với lại cái chủ nghĩa tư bản, tức là capitalism, là cái chủ nghĩa mà ngày hôm nay các đất nước Tây phương tự do đang theo đuổi đó các bạn. Hồ Chí Minh không là ngoại lệ, vì mong muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua đi thời kỳ chủ nghĩa tư bản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng có đến được đâu? Thành ra ngày nay, sau thời kỳ đổi mới của Nguyễn Văn Linh, những người trong Đảng Cộng sản đã trở lại với thế giới tư bản đó, như cầu cạnh xin cho được công nhận là một cái nền kinh tế thị trường. Cộng sản Việt Nam đã và đang từ bỏ tiêu diệt tư nhân, tư hữu để cho các ông đảng viên có chức có quyền trở thành những nhà tư bản đỏ, có đất, có nhà cửa, có tư hữu rất là ghê gớm bằng con đường tham nhũng, để cho người dân ngày nay không có độc lập, không có tự do của người công dân. Có một xã hội công dân chưa có tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do tôn giáo, vân vân và vân vân. Thì ra đây là mặt tiêu cực mà ông Hồ phải chịu trách nhiệm với dân tộc Việt Nam. Vì sao các thế hệ trẻ về sau năm 1975 cũng như những người cộng sản hiện nay lại sùng bái và tôn thờ ông Hồ Chí Minh, gần như phải thờ ông Hồ Chí Minh như là lãnh tụ vĩ đại? Theo lý thuyết cộng sản trước đây, họ sùng bái ông Marx, ông Lenin, ông Stalin, và bây giờ họ lầm tưởng rồi và họ hoang đường tôn thờ và sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, cứ ngỡ rằng ông Hồ Chí Minh trước đây là tuyệt đối, là thần thánh, là thánh thiện, không bao giờ mắc sai lầm nào cả. Cốt là cái việc ông ấy chỉ để duy trì hợp pháp cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi cả thế giới ngày nay với truyền thông rộng rãi, họ đều biết rất là rõ cái chủ nghĩa cộng sản và học thuyết Marx Lenin nó đã tệ hại ra làm sao, đến mức mà các nước châu Âu đã ra nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản thực hiện thực, để mà cấm cộng sản Việt, cấm chủ nghĩa cộng sản không được truyền bá. Và ở Ba Lan chẳng hạn, riêng ở Mỹ họ không cho đảng viên Đảng Cộng sản nhập quốc tịch Hoa Kỳ, cũng như trước đây dưới thời tổng thống George W. Bush cho khánh thành tượng đài kỷ niệm nạn nhân của cộng sản trên khắp thế giới. Hơn 30 triệu người của Liên Xô, hơn 40 triệu người của Trung Quốc, Việt Nam cũng có rất nhiều người là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Dường như đúng vào thời điểm ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết sang thăm Washington, là lúc đó là lúc mà ông cựu tổng thống George W. Bush cho khánh thành cái tượng đài kỷ niệm nạn nhân của cộng sản. Các bạn, ngày nay cả thế giới văn minh đã biết rất rõ chủ nghĩa cộng sản nó đã được thực hiện và nó gây ra tai họa như thế nào. Ví dụ, nó còn tệ hại hơn cả cái chủ nghĩa phát xít. Xin lỗi các bạn. Trở lại hình ảnh của ông Hồ Chí Minh hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ cho là huyền thoại và chiều ngược lại thì hoàn toàn khác nhau, khiến cho một số ít người không ít bối rối. Tuổi trẻ ngày nay cần nhất là sự tư duy độc lập, bởi nhờ vào thực tế thời đại công nghệ thông tin cũng như khoa học kỹ nghệ tiên tiến, mình cần phải sàng lọc với suy nghĩ của mình đúng hay sai rồi hãy đưa đến kết luận cuối cùng. Còn về ca ngợi đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cần phải biết rõ ông Hồ Chí Minh trong hoạt động cách mạng là một sai lầm rất lớn.
tức là giả dối nhiều lắm. Điển hình như ông Hồ Chí Minh tự viết ra cái quyển ký tên là